Xin chào quý vị và các bạn. Đó, nhà thờ Bắc Hà, Củ Chi, giáo phận Phú Cường. Từ xa xa các bạn sẽ thấy. Hôm nay mình cố tình đi sớm một chút xíu để quay một cái phong cảnh, cái background ở phía sau nhà thờ. Hôm nay theo cái mọi người không có bên đạo thì nghĩ rằng là chỉ cần đêm 24 là hết Noel. Nhưng thực tế là những người có đạo Thiên Chúa thì thông thường cái ngày lễ Noel lại phải hết ngày 25 tháng 12. Năm nay là năm 2018. Và theo cái truyền thống quy định thì ngày này là kiêng việc xác, không có đi làm, ngoại trừ một số cái ngành nghề mà buộc lòng phải đi làm. Các bạn thấy không? Cái phong cảnh ở phía sau rất là đẹp. Mình thì cũng có tham gia ca đoàn của giáo xứ Bắc Hà. Giáo xứ Bắc Hà thì có tổng cộng là 6 ca đoàn, mà mình thì tham gia ca đoàn Mân Côi. Thì thôi cứ tạm gọi là ca đoàn giáo xứ Bắc Hà các bạn nha, không ai bắt lỗi bắt tì gì nha. Quay chị Hà hả? Rồi các bạn thấy không, cái khuôn viên nhà thờ Bắc Hà thì rất là đẹp. Một tí nữa mình sẽ cùng với ca đoàn giáo xứ Bắc Hà tặng cho quý vị và các bạn một số thánh ca của năm 2018. Chào các bạn nha.